Jesus.com sẽ được bật kiếm tiền. Tuy nhiên, quảng cáo sẽ không hiển thị ở trên video của chúng ta giống như những video dài truyền thống. YouTube sẽ dành ra một khoản quỹ riêng là 100 triệu đô la. Họ sẽ chủ động liên hệ với các kênh có nhiều view shorts nhất để chia sẻ cái khoản quỹ này. Thậm chí nếu kênh bạn chưa tham gia chương trình đối tác YouTube, chưa được bật kiếm tiền cho đủ 4.000 giờ xem hay 1.000 sub ấy, thì vẫn được tham gia vào cái chương trình này. Nếu so với một số lượng nhà sáng tạo cực kỳ lớn ở trên TikTok đang chia sẻ nhau một cái khoản quỹ TikTok fund là 200 triệu đô la, thì chúng ta thấy là cái khoản 100 triệu đô la của YouTube này cũng không hề nhỏ. Đây có thể nói là một tin cực kỳ vui cho các kênh đang làm short và cả những kênh đang cân nhắc cơn sốt short của chúng ta vốn dĩ đang rất là sôi động lại càng nóng bỏng hơn bao giờ hết. Có hai lý do tại sao YouTube chưa bật kiếm tiền theo cách truyền thống cho những video short. Lý do thứ nhất là cái hành vi xem của short nó cực kỳ mới mẻ và khác biệt, khán giả swipe up liên tục gạt lên ấy. Thì nếu mà một quảng cáo hiển thị giữa 5 hay 7 video đấy thì phải phân chia doanh thu giữa những video này như thế nào? Đây là một bài toán khá là hóc búa mà YouTube phải cân nhắc suy nghĩ một cách thấu đáo. Lý do thứ hai còn đặc biệt hơn nữa là để cạnh tranh với TikTok ấy, thì trong tương lai, các bạn nhớ là trong tương lai nha, chưa phải bây giờ, YouTube sẽ cho phép chúng ta được sử dụng nhạc ở trên toàn bộ nền tảng YouTube mà không cần phải xin phép để làm short. Đây có thể nói là một bước ngoặt cực kỳ lớn trong cái hệ thống bản quyền của YouTube và mở ra một cái sân chơi mới mẻ và cực kỳ tự do linh hoạt cho chúng ta. Đương nhiên, nếu mà bật quảng cáo kiếm tiền thì sẽ phải có cơ chế phân chia doanh thu cho các chủ bản quyền nhạc. Mình sẽ làm một video nói rõ hơn, cụ thể hơn về vấn đề này trong tương lai rất gần. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để đừng bỏ lỡ.